Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai cái mẫu lồng bẫy sóc các bạn ha. Với hai cái mẫu lồng bẫy sóc này các bạn có thể bẫy sóc bông, sóc đất, chuột cống đồ luôn thoải mái ha các bạn. Thì đầu tiên thì nó được làm bằng lưới chì không xét, loại lưới cứng nhất là cái loại 35 kg một cuộn đó các bạn ha. Các bạn thấy mình bóp nè, mình bóp rất là cứng tay á, nhưng mà nó cũng không có ăn thua gì hết, là không có bị rỉ sét đó. Thì kích thước của này nó có hai mẫu, một cái mẫu á, là dài 26 phân các bạn thấy không đó. Mẫu còn lại dài 30 phân đó. 30 rưỡi, không biết các bạn thấy rõ, để mình xem đây đó. Mẫu này 26 phân nè. Đó. Còn cái bề vuông của nó đây á, nó là khoảng 11 cho 12 các bạn. Đó. 11 nè. Cái này cũng vậy thôi. Cái bề vuông của nó thì hai cái nó bằng nhau hết bạn ha. Nó chỉ khác là cái chiều dài thôi. Cái này các bạn sử dụng để cái dài này mình làm riêng cho những hở riêng cho những anh em mà lâu lâu vẫn có người người ta yêu cầu mình làm cái vải dài 30 ha. Nhưng mà bình thường á tầm các bạn bảy sóc á thì các bạn xài cái loại 26 phân này là nó vừa đẹp rồi đó các bạn ha. Các bạn gài gì rất là gọn, con sóc nó đi vô nó dặm cái mồi thì mình bỏ ở trong này các bạn ha, trái cây á, chuối, mít, vân vân, cái nào hôm hôm á mình bỏ ở đây thì nó chỉ cần vào đây nó dặm cái cò đạp này của mình xuống nè đó, nó dặm xuống là nó sạch cái vảy, không cần nó phải vào tới trong nó ăn các bạn ha. Đó. Thì cái này cũng vậy luôn, nó còn có hai cái khoen chống sảy nữa nha các bạn. Khi mà bẫy sập xuống rồi thì nó rớt cái chống sảy xuống vậy nè thì nó sẽ không thể ra được. Ưu điểm này là nó có cả chống sảy luôn, bẫy không có rỉ sét gì hết. Các bạn mà mua bẫy sóc bông đồ chỗ mình á thì sẽ được tặng kèm thêm lò xo cho các bạn luôn, sử dụng rất là thoải mái. Cái này các bạn có thể sóc bông, sóc đất. Sóc đất thì mình bẫy dưới, sóc bông thì mình chịu khó rèn cây mình treo bẫy nó hiệu quả hơn các bạn ha, không có rỉ sét gì hết. Đó, thì các bạn nào cần sử dụng hai cái mẫu bẫy này á thì các bạn cứ liên hệ mình ha. Số điện thoại mình đã để sẵn cho các bạn rồi ở trên màn hình và dưới phần mô tả có báo giá đầy đủ cho các bạn luôn. Đó. Đây là hai cái mẫu bẫy cơ bản nhất ha các bạn. Ngoài ra nó sẽ còn có một bẫy nhỏ hơn nữa nha các bạn, đó là cái mẫu nó ngắn hơn chứ không phải là nó nhỏ hơn. Nó ngắn xuống còn 20 và một cái bẫy nó lớn hơn, nó dài 30 nhưng mà nó có cái tiết diện á, cái bề vuông này nó lớn hơn gấp rưỡi cái bẫy này luôn, nó gấp đôi luôn á. Nhưng mà hai cái mẫu bẫy đó là nó không có thông dụng cho nên mình sẽ không có để ra đây. Anh em nào cần thì cứ hỏi riêng mình ha, mình có hết đó. Thì chủ yếu là bẫy sóc thì hai cái này là anh em đủ bẫy mệt nghỉ rồi, mà chủ yếu là cái mẫu bẫy này nè, cái mẫu bẫy 11, 12, 26 phân này nè ha. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình nha các bạn.